Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 23 tây tháng 4 anh em. Rồi hôm nay thì tiếp tục em lên cho anh em đánh đường nước nữa ha. Rồi nguyên cái vạt đánh đường nước này hồi tối em bán được 4 5 cây rồi nha anh em. Thì hiện tại thì còn lại một ít nữa ha. Thì anh em nào hồi tối mà mình chưa có xem được cái live hồi tối thì anh em hôm nay anh em tiếp tục xem nha anh em. Thì hôm nay lên cho anh em cái dòng Echo Kill Git ha. Echo Kill Git 330. Đời này là nòng 36 hay 38 liền gì nha anh em. Cái này thì em chưa có tháo nòng cho nên em không biết nữa. Cái này thì dòng này khoảng 36 38 ly chứ không có nhỏ hơn anh em. Cái con này thì nó để là 330. 330. Rồi cái đời này là đời Echo Kyrgyz nha anh em. Đánh đường nước ha. Rồi cái này thì em bán cho anh em là có giá là 1 triệu một con anh em. 1 triệu con ha, đầy đủ đồ cho anh em luôn. Đây, tay lái nè. Tay lái rồi máng máng đánh đường nước. Rồi đầu máy đầy đủ bộ nha anh em, đầy đủ bộ ha. Bình xăng nào thiếu thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ. Rồi cái dòng này là Echo Kyrgyz nha anh em. Rồi cái này thì anh em có thể tháo đầu máy ra để mình lắp lên cắt cỏ. Đó là anh em mình gỡ nguyên cái tum này ra nha anh em. Đây nguyên cái tum này ra, rồi mình lắp cái ống cần vô ha. Thì mình độ chế cái ống cần vô đây tí nha anh em. Ống cần thì cái này thì em ống cần thì nó tới ba mấy nè. Cái ống này là ống ba mươi mấy lần nha anh em. Thì mình có thể mình sử dụng là cái ống cần 28 ha. Ống cần 28 rồi mình sơ mi vô anh em. Sơ mi vô cái tum này ha. Tại vì của nó nguyên zin của nó là sử dụng cho cái thằng đánh rãnh đường nước. Rồi anh em nào muốn độ chế qua cắt cỏ thì mình làm cái ống cần 28 nha anh em. Ống cần 28 ha. Rồi một bộ như vậy là 1 triệu anh em, một bộ như vậy là 1 triệu ha. Một bộ là 1 triệu anh em. Cái này thì em sẽ thử cho anh em là lăn chuông hoặc là lăn nhông độ ok em mới giao nha anh em. Chứ không có cái nào mà bị tuột nhông ha. Tuột nhông thì bỏ bỏ hết nha anh em. Bỏ phế liệu hết ha. Rồi Echo Kyrgyz 330 thì cái dòng này bán cho anh em là 1 triệu anh em, 1 triệu một con ha. Thiếu nắp xăng, bình xăng bể thì em sẽ vô lắp cho anh em đầy đủ. Máng đánh rãnh đồ đầy đủ luôn nha anh em. Rồi cái này 1 triệu một cây anh em, 1 triệu một cây ha. 1 triệu một cây. Cái này 1 triệu một cây anh em. Echo 330 ha. 1 triệu một cây. Rồi cái dòng Echo Kyrgyz 251 thì hồi tối cũng có bán rồi nha anh em. Giờ thì còn một cây ha, cái này thì nó bị thiếu cái nịch bình xăng nha anh em. Thì em sẽ gắn vô cho anh em đầy đủ. Rồi con này là Echo 251. Echo 251 nha anh em, con này thì giá là 800 ngàn ha. 800 ngàn nguyên cây nha anh em. Nguyên cây 800 ngàn cho anh em. Rồi đây thì cái hai con là TC23. TC23 nha anh em. Hai con này thì 1 triệu ha, 500 ngàn con. Hai con là 1 triệu anh em. TC23. Rồi đây là con Mitsubishi T180 giá 800 ngàn luôn nha anh em, 800 ngàn. Còn con Tanaka. Con Tanaka này bán cho anh em 900 ngàn ha. 900 ngàn anh em. Tum lớn bố cung lớn, nòng 36 ly anh em. 900 ngàn cho anh em luôn ha, Tanaka. Rồi ở đây thì em còn có mấy con TD33 nha anh em. TD33 thì tum lớn bố cung lớn luôn ha. Rồi TD33 thì có giá cho anh em là 1 triệu mốt nha anh em, 1 triệu mốt một cây ha. Máng nó còn cực kỳ đẹp luôn, đỏ ao hết nha anh em. Rồi 1 triệu mốt một cây. Kawasaki TD33, bình xăng dưới, bình xăng trên. Bình xăng nào bể thì em sẽ đổi cho anh em bình xăng khác nha anh em. TD33 ha. Rồi cái bộ sườn nha anh em. Bộ sườn thì 400 ngàn bộ nha anh em. 400 ngàn bộ ha. Sườn này là sườn tum lớn chung lớn luôn ha. Đây anh em thấy không ạ? Cái này là tua nó chậm nha anh em. Tua chậm ha. Cho nên nó rất là khỏe luôn.
Rồi tôm lớn bố cũng lớn nha anh em. Rồi 400 ngàn ha, 400 ngàn một bộ anh em. 400 ngàn một bộ sườn, tôm lớn bố cũng lớn luôn. Tôm lớn bố cũng lớn. TD33 thì nồng 37 ly anh em, 1 triệu mốt một cây ha. TD33 1 triệu mốt một cây. Rồi anh em nào mua một bộ sườn thì là giá 400 ngàn anh em. 400 ngàn. Echo 330 thì 1 triệu một con ha. Cái này thì em bán hồi tối cũng được 4-5 con rồi nha anh em. Chứ hôm nay thì chưa có đóng hàng kịp, ngày mai thì mới đóng nha anh em. Rồi còn lại mấy con nữa thì anh em nào chưa xem thì chốt nhanh chốt lẹ nha anh em, 1 triệu một con ha. Rồi tiếp tục thì chương trình là qua kho bên kia là phụ tùng nha anh em. Phụ tùng thay thế mấy cái cỏ nha anh em. Rồi tiếp tục nha anh em, mỗi ngày như mọi ngày anh em, mỗi ngày như mọi ngày ha, em đều lên cho anh em là phụ tùng mấy cái cỏ đủ thứ các loại nha anh em. Rồi đây là cửa hàng tự chọn của bên em ha. Rồi anh em nào đến với cửa hàng tự chọn thì anh em hãy chọn những cái mặt hàng cần thiết của cửa tiệm của mình ha, cửa hàng của mình nha anh em. Rồi hôm nay thì tiếp tục lên cho anh em là những cái dòng máy, những cái phụ tùng nha anh em, phụ tùng máy cắt cỏ. Thì mỗi ngày em đều lên like cho anh em đó, như thì mấy cái anh em, những anh em nào mà chưa có đăng ký kênh của em thì hãy bấm vào cái đăng ký kênh nha anh em, và bấm vào cái chữ tất cả ha, để mỗi ngày em đều có lên video thì anh em vào xem và chọn lựa những cái món hàng mà mình cần thiết nha anh em. Rồi hôm nay thì ốc nha anh em, ốc gan ngược. Ốc gan ngược thì ôi quá nhiều luôn. Ốc gan ngược thì là 3.000 một con nha anh em. Em về số lượng luôn nè. Em về số lượng là mấy ngàn con luôn nha anh em. Rồi ốc này thì bên em có là 4 loại nha anh em. 7 ly, 8 ly, tán 8 ly và ốc 10 ly nha anh em. Đây, 7 ly, 8 ly và tán 10 ly và tán 8 ly nữa nha anh em. Tán 8 ly thì nó nằm phía dưới này, đây, còn tán 8 ly đây. Bên em sẽ có hai có 4 loại. Ốc này 7 ly nha anh em. Ốc này 7 ly ha. Đây là bù lon này là 8 ly nè. Bù lon 7 ly, bù lon 8 ly, tán 8 ly và tán 10 ly nha anh em. Thì cái này thì nó đủ loại cho cái dòng đầu dao máy cắt cỏ của mình nha anh em. 4 loại là nó xài cho bên phần máy cắt cỏ là đủ luôn nha anh em. Đây 7 ly nè, 8 ly, tán 8 ly và tán 10 ly nha anh em. Rồi ốc gan ngược này thì 3.000 một con ha. 3.000 một con anh em, ốc gan ngược. Công tắc máy cắt cỏ thì 7.000 anh em, 7.000 ha. Thì mỗi ngày em đều có lên video và em giới thiệu những cái mặt hàng bên em ha. Tại vì có nhiều anh em là khách mới nha anh em. Có nhiều anh em khách mới thì vào xem thì anh em cũng cũng phải hỏi giá nha anh em, cũng phải biết giá nha anh em để mà lên to. Sợ để em soạn ra những cái cho anh em những cái to hàng nha anh em. Rồi em giới thiệu hàng ở đây là mỗi ngày em đều có cho giá hết. Rồi đây là công tắc nha anh em. Công tắc 7.000 anh em. Đây công tắc là 7.000. Còn đây là núm thở anh em, núm thở thì là 5.000 anh em. 5.000 cái núm thở nè. Hay còn gọi là thông khí anh em. Của mấy cái mà mình gắn vô cái bình xăng đó nó không cho nó thông hơi anh em. Rồi 5.000 một con ha. Còn thun xăng thì em có là thun xăng hai lỗ lớn nè, dành cho mấy cái bình xăng mà cơm mít su rồi đó. Thì thun xăng hai lỗ lớn nha anh em, 5.000. Thun xăng của Magu nha anh em. Thun xăng Magu là thun xăng 3 lỗ nè, 5.000 luôn nha anh em. Còn đây là thun xăng hai lỗ nhỏ thì 4.000 anh em. Thun xăng hai lỗ nhỏ 4.000. Rồi mặt hàng này là da bơm hộp nha anh em, da bơm bộ 10.000 một bộ nha anh em. Da bơm bộ 10.000. Còn da bơm lẻ thì 7.000 anh em. Đây da bơm lẻ thì 7.000 ha. Đây là lược xăng nha anh em, lược xăng trắng nhỏ. Đây lược xăng trắng nhỏ thì là 6.000 anh em, 6.000 ha. Còn lược xăng trắng lớn dành cho mấy cái mà máy cưa. Máy cưa được nha anh em, lược xăng trắng lớn thì 7.000. Rồi anh em nào có lên to thì lên to là mỗi loại 50 cái hay là 100 cái thì bên em sẽ bao ship nha anh em. Mấy cái to hàng lớn thì em sẽ bao ship cho anh em ha. Như là vú xăng nè, anh em lấy 100 nè, lược xăng 100 ha. Rồi da bơm 100 hoặc là núm thở 100 thì không phải là nhất thiết là phải là to hàng lớn dài nha anh em, chỉ cần là mỗi thứ mỗi loại anh em lên cho anh em 100 100 ha thì bên em sẽ bao ship nha anh em. Bao ship cho anh em luôn.
mỗi loại cho anh em, cho em là 100 thì em sẽ bao ship anh em, 50 cho đến 100 anh em. Đây vú gời 10.000 anh em. Vú gời 10.000 một một núm ha. Rồi vú gời thì anh em lấy 50 hoặc là 100 cái thì bên em cũng sẽ bao ship cho anh em luôn. Giá của nó là 10.000 một cái anh em, 10.000 một cái ha. Vú gời 10.000 một cái. Này thì mình sử dụng cho máy cưa nè, máy cưa hoặc là dòng máy Genos, Gilby đồ nghe anh em. Núm núm bông gời nè, rồi 10.000 một một núm. Còn đây là vú nhỏ nha anh em, vú nhỏ 2.000 một cái nha anh em. Vú nhỏ 2.000 một cái. Vú lớn thì 3.000 nha anh em. Rồi vú nhỏ thì 2.000 một cái, vú lớn thì 3.000. Bugi thì bên em có hai loại nha anh em. Bugi này là bugi NGK là loại tốt thì là 35.000 một cái bugi nha anh em. Đây bugi thì 35.000 một cái ha. Nó ký hiệu của nó là BBM6A nha anh em. BBM6A ha. Rồi cúp điện luôn rồi anh em ơi. Rồi tiếp tục nha anh em, có điện lại rồi. Rồi. Lượt xăng nha anh em. Lượt xăng lớn 7.000 một cái anh em, này thì dùng sử dụng cho máy cưa nha anh em. Bugi thì 35.000 một cái anh em. 35.000 một cái ha, dùng cho mà máy hay thì này, máy cắt cỏ, máy xịt thuốc rồi cũng được nha anh em. Rồi bu ghi loại tốt thì là 35.000 một cái. Rồi đây là dây thèo anh em, dây thèo 260 loại máy cắt cỏ nè, 9.000 một cái dây thèo anh em. 9.000 một cái dây thèo thì 9.000 một cái dây thèo anh em. Anh em nào chốt 50% thì em bao ship ha, bao ship cho anh em luôn. Rồi đây là chén anh em, chén máy cắt cỏ, chén đầu dao thì em có giới thiệu cho anh em hôm nào cũng có nha anh em. Đây chén đầu dao thì là 14 khía là của thằng Mitsu nha anh em, 14 khía của Mitsu. Còn đây là Kawasaki nè, 11 khía Kawasaki nha anh em, 11 khía. Còn cái dòng này là dòng Magu nha anh em, đây là Magu 17 khía nè, Magu 17 khía dành cho mấy con Magu 20 tôm liền được đó, Magu 17 khía. Còn đây là 11 khía nha anh em, 11 khía này của thằng Kawasaki nè. Rồi bên em thì đủ thứ loại chén nha anh em. Đây ớt tin nữa nè. Cái dòng này là dòng ớt tin nha anh em, ớt tin 26 rồi đó, 6 khía. 6 khía ha. Rồi một bộ như vậy là 35.000 nha anh em. Đây một bộ chén gì là 35.000 ha. Rồi một bộ là 35.000. Lưỡi dao thì lưỡi dao 3 tấc nha anh em, 3 tấc thì là 20.000. 3 tấc nha anh em, chiều dài là 3 tấc. Chiều độ dày của nó là một ly rưỡi nha anh em. Rồi hôm nay thì em mới về cho anh em là bình xăng quanh gồ nữa nha anh em. Đây bình xăng quanh gồ, bình xăng quanh gồ này thì giá tốt của nó là 85.000 một cái nha anh em, 85.000 một cái ha. Bộ bình xăng quanh bờ gồ nè, hai thì nè, quanh bờ gồ hai thì. Rồi hai kim nha anh em, có giá tốt cho anh em là 85.000, 85.000 một cái. Rồi bên em thì có tiếp mở mugi nữa nha anh em. Tiếp mở mugi thì là có cái đầu 13 và đầu 19 nè. Tiếp mở mugi thì một cây gì là 9.000 anh em. 9.000 một cây ha. Thì anh em nào chốt số lượng là 50 hoặc 100 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho anh em luôn ha. 9.000 một cây anh em. Đây là tay ga kéo, tay ga kéo thì 8.000 anh em, tay ga kéo 8.000. Còn ổ bắt cước thì là 16.000 anh em. Ổ bắt cước 16.000. Đây bên em thì có là ổ bắt cước 4 chấu nha anh em, 4 chấu ha. Ổ bắt cước 4 chấu. Trong này thì nó có ống xay nha anh em cho nó giảm cái độ ma sát nè, dễ bị đứt cước nha anh em. Rồi 16.000 một cái ổ bắt cước nha anh em. Nắp bu e nè, nắp bu lửa đều có đầy đủ nha anh em. Đây này là bu lửa của thằng Echo 260 nè. Còn đây là bô áo bô của thằng Magu 26 đầu nhọn. Rồi bu e này là bu e của thằng Mitsu TL26 anh em, đủ thứ các loại ha. Rồi bình xăng lớn luôn anh em, bình xăng lớn thì đủ thứ các loại anh em, một đống trùng ngụm cho anh em luôn. Bình xăng lớn là của Makita nè, Makita rồi Shindewa S2023 Magu nữa anh em, Magu đầu nhọn, Gobin NB03, Echo 253, bình xăng dưới, bình xăng trên. Rồi đủ thứ các loại nha anh em, đủ thứ các loại cho anh em luôn. Rồi dây đeo, dây đeo thì em có cho anh em là dây đeo này là dây đeo loại rẻ nha anh em,
Dây đeo loại rẻ nè, 7.000 gỗ 8.000 một sợi nha em. Dây đeo là 8.000 một sợi ha. Còn nắp bô e. Nắp bô e thì là có nắp bô e Tanaka nè, Magu nè nha em. Nắp ngoài nha em, cái này nắp ngoài ha. Nắp ngoài anh em, cái này thì loại này thì nắp ngoài là 10.000 anh em. Còn có cái loại là nắp nguyên bộ nữa nha anh em. Đây. Nắp bộ anh em. Nắp bộ là nó có gồm là có trong lẫn ngoài luôn ha, nguyên bộ. Nguyên bộ này hình như em nhớ là 10 mấy ngàn đó, cái này em coi to lại nha anh em, cái này em quên giá rồi. Cái này nó 10 mấy ngàn đó. Nguyên bộ luôn ha. Rồi áo gió đủ thứ luôn nha anh em, áo gió. Magu Komatsu TH TG 2425. Còn đây em có tum là tum 24 7 khía nha anh em. 24 7 khía nè, rồi tum 24 vuông. 24 7 khía và 24 vuông nha anh em. Đây 24 7 khía và 24 vuông ha. Tum này thì em bán cho anh em là 80.000 anh em. Ủa cái tum này là 90.000 anh em ơi. Cái này là tum này 90.000 ha, 24 7 khía và 24 vuông. Còn tum lớn là 100.000. 267 anh em. 267 100.000 ha. Núm gời. Còn này là đầu bò anh em, đầu bò 25 7 khía dành cho Echo anh em. Echo 253, 260, 230 rồi đó. Rồi 100.000 một cái đầu bò ha. Tay ga. Tay ga mà tay ga bóp anh em 10.000 một cái. Còn đây là lưỡi dao 3 tấc rưỡi nha anh em. Lưỡi dao 3 tấc rưỡi thì có giá là 25.000 một lưỡi anh em. 3 tấc rưỡi. Lục giác nha anh em, lục giác này là có 4 ly 5 ly trơn nè và 4 ly 5 ly bông nha anh em. Có 4 loại ha. 4 ly trơn và 5 ly trơn, 4 ly bông và 5 ly bông nha anh em. Một cây như vậy là 10.000, còn nếu mà bông thì là một cây 12.000 nha anh em. Loại trơn thì là 10.000, còn loại bông là 12.000. Nắp bô e. Đây nắp bô e thì em có loại là nắp bô e 260 của thằng máy Trung Quốc nha anh em. Máy Trung Quốc ha. Đây 260 máy Trung Quốc mới nha anh em. Rồi nguyên bộ này thì có giá là 10.000 nha anh em. Nguyên bộ đây là 10.000 ha. 10.000. Bue 260 Trung Quốc nha anh em, 10.000 một bộ ha. Rồi chắn cỏ. Chắn cỏ thì là 10.000 một cái luôn nha anh em. Chắn cỏ thì dành cho ống cần là 24, 25, 26 luôn nha anh em. Rồi chắn cỏ này là 10.000 một cái. Dây đeo loại tốt thì 13.000 nha anh em. Đây dây đeo loại tốt thì nó có mướp nè, có mướp và dây nó cũng dày dặn hơn nha anh em. Rồi loại này thì là 13.000 một sợi. Rồi anh em nào có đặt hàng nhớt bên em thì cũng có đầy đủ luôn anh em. Nhớt của anh em thì là anh em nào chốt nguyên thùng là giá 65.000 một chai. Chốt nguyên thùng anh em giá 65.000 một chai thì bên em sẽ bao ship cho anh em luôn ha. Một thùng là 65.000 một chai, bên em sẽ bao ship. Còn anh em nào chốt riêng chốt lẻ 5 chai 10 chai thì giá nó cũng là 65.000 anh em. Còn anh em nào chốt nguyên thùng thì bên em sẽ bao ship cho anh em ha. Bao ship luôn. Rồi nhớt này là nhớt qua test nha anh em, hai thì dành cho máy cưa và cắt cỏ. Cái này thì chai 1 lít nha anh em, một thùng thì 24 chai. Chai là chai 1 lít nha anh em. Chai 1 lít. Nắp bue Komatsu. Đây nắp bue Komatsu nha anh em. Nắp bue này thì là giá là 13.000 ha. 13.000 nắp bue Komatsu. Rồi đây có số lượng lớn nè, hàng mới về. Hàng mới về nha anh em. Dây thiều này là dây thiều máy cưa nha anh em. Dây thiều máy cưa 5.200 ha, dây thiều này 12.000 một cái nha anh em. 12.000. Dây xăng thì em bán cho anh em là 5.000 một mét nha anh em. Rồi 5.000 một mét. Anh em nào chốt nguyên cuộn thì nó 100 mét nha anh em. Một cuộn 100 mét thì em sẽ bao ship cho anh em luôn ha. Một cuộn 100 mét. Rồi dây xăng là 5.000 đồng một mét nha anh em. Bugi thì bên em có về số lượng lớn bugi giá rẻ nè. Bugi giá rẻ anh em, BM6A ha. BBM6A dòng này là dòng bugi giá rẻ anh em. 15.000 một cái bugi ha. 15.000 một cái bugi. Rồi cái này thì 15.000 anh em, bugi hai thì giá rẻ 15.000.
dây ga thì là 5.000 một sợi nha anh em. Đây dây ga mỗi 5.000 một sợi luôn ha. Anh em nào chốt nguyên bó là 100 sợi nha anh em. Nguyên bó là 100 sợi ha, bao ship cho anh em luôn ha. Bố côn. Bố côn thì bên em có là bố côn đỏ nè, bố côn đỏ, bố côn đen anh em. Đây bố côn đỏ, bố côn đen hay số 10 loại tốt thì có giá là 32.000. Bố côn loại tốt nha anh em, bố côn đen. Đây loại tốt, loại xịn là 32.000 một bộ nha anh em. Còn bố côn 260, bố côn đỏ thì giá nó mềm hơn ha. Giá nó mềm hơn là bố này là bố ha, bố côn đỏ 260 nha anh em, 20.000 ha. 20.000 một bộ. Còn bố côn đỏ mà bố côn lớn nha anh em. Bố côn đỏ, bố côn lớn thì 25.000 một bộ nha anh em. Đây loại này thì dùng cho mà máy 330 nha anh em. 330 ha, tùm lớn, bố côn lớn rồi luôn. Rồi 25.000 một bộ. Bố đen thì loại tốt nha anh em. Bố đen là bố lớn loại tốt nè, 37.000 một bộ nha anh em. Bố này là bố xịn nha anh em, bao đẹp luôn. Rồi 37.000 một bộ. Rồi anh em nào có chốt đơn thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em. Hoặc là Zalo của em ha. Rồi xin chào tất cả anh em.